Em Thiện xin chào cả nhà, chào toàn thể các bác đã đến với vườn lan xứ Mường của em. Hôm nay em quay mời cả nhà cùng ngắm chậu nái su Đà Bắc nha các bác nhé, cực kỳ là đẹp luôn cả nhà. Hôm nay em đang đi sưu tầm được một số cây nhỏ để tí nữa về sưu tầm và chia sẻ cho các bác. Có chậu mẹ đẹp mê ly luôn này cả nhà này. Đấy, em quay cả nhà ngắm luôn chậu nái mẹ, chậu vườn su Đà Bắc này chắc bây giờ là chậu nái đẹp nhất của dòng Đà Bắc này rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy lá này. Tí nữa em có quay cả dòng sen hồng Hàm Yên đấy nhé các bác nhé. Vì ở đây có cả mít sen hồng Hàm Yên, em lấy cả Miki dòng đấy để về chia sẻ với cả nhà mà. Đây cả nhà nhìn thấy lá 10 lá đều như cả 10 luôn, đều thâm tắp từ gốc đến ngọn. Những cái chậu này bây giờ so với những cây hồng va tầm cao của những cái năm trước bây giờ là đang đắt hơn đấy cả nhà, thậm chí còn đắt ngang những dòng Bảo Duy không tên đấy. Các bác nhìn được 10 lá như cả 10 như các bác nhé, đẹp như trong tranh luôn. Cả nhà nhìn mê không ạ? Đây có hai con kỳ ở trên thân mà nó chưa ra rễ, chứ quá cả nhà. Ra rễ là em có gạ luôn hai con kỳ này về chia sẻ cho các bác mà nó chưa ra rễ. Đây lá đây đều trong tắp từ gốc đến ngọn luôn, sáng năm này thoa hồ giống để chia sẻ. Cây này nó rơi vào tầm khoảng 70 cm một thân. Đấy, cả nhà cùng ngắm đây. Tí nữa em sang em quay con nái sen hồng Hàm Yên cho cả nhà xem nha các bác nhá. Đây mít Văn Sơn này. Đây sen hồng Hàm Yên đây cả nhà này. Đấy, sen hồng Hàm Yên đây. Cả nhà nhìn chậu nái này. Đẹp mê ly, dòng này thì nó được cả thân lá và hoa luôn. Lá nó cũng đều tăm tắp từ gốc đến ngọn, đều y như nhau luôn. Chậu như này giờ vẫn đang dừa mấy chục triệu một chậu rồi nhỉ. Không khác gì bạch tuyết, đắt còn hơn bạch tuyết. Đây này, rất là nhiều ở đây đa số là mít. Đây sen hồng Hàm Yên đấy nhỉ. Bên kia có mít đại thì em quay cả mít đại cho cả nhà xem. Hồng phai. Đây em sưu tầm được mấy em su Đà Bắc này cả nhà này. Đây hôm nay em có sưu tầm những được 12 kỳ nhé cả nhà nhé, 12 kỳ mít su Đà Bắc cái loại nhỏ ti ti này, đúng cái dòng mà cả nhà ưng ý đấy cả nhà, nó vừa tầm tiền, rất chi là vừa tầm tiền với các bác sưu tầm. Đây vì những con to con đẹp những kỳ đầu đàn nên là các bác bán hết từ đầu mùa rồi, có những con kỳ lên đến chục triệu, hơn chục triệu một kỳ cơ. Bây giờ là còn những con bé dĩn cái mẻ cuối cùng của năm nay thì em xuống sưu tầm được mười mấy con, hôm rồi cũng lấy được hơn chục con rồi về chia sẻ cả nhà hết rồi. Bây giờ còn hơn chục con nữa, về bác nào muốn sở hữu cái dòng su Đà Bắc này thì nhắn tin qua Zalo cho em nhé, tí nữa em sẽ để số điện thoại ở trên Zalo. Nó bé bé xinh xinh này thôi nhưng sang năm nó rất là khỏe đẹp bởi vì dễ dòng từ đầu năm rồi cả nhà nhé. Đây là số những con kỳ ươm từ đầu năm rồi, con còi cặp cuối cùng giờ nó bắt đầu nó mới lên được một ít này cả nhà này, nhưng được cái đổi lại là bộ rễ rất là khỏe, tháng năm cả nhà nuôi năm 2 nó đẹp mê ly luôn, mà nó rất chi là vừa tầm tiền, những con đẹp thì nó vẫn còn cao tiền. Bên này còn có mít đại nữa cơ cả nhà, em quay cả nhà xem mít đại. Còn đây là những lô kỳ su Đà Bắc ở trên thân thì đã có khách đặt anh hết rồi nên là em không mua được con như này. Đây có con này đẹp lung linh luôn này cả nhà này. Đây cả nhà nha, em quay có cái gì không được nét lắm cả nhà thông cảm với em nha. Đây cả nhà nhìn con này đẹp chưa, bác nào mà yêu thương con này thì nhắn tin cho em nhá. Đấy, ở đây đa số là nuôi mít là nhiều, mít đại đây nhà thì đã không mít đại, toàn những cái dòng mít VIP luôn. Ở đây là sở hữu những cái dòng mít siêu VIP, mít đại, mít sen hồng Hàm Yên này, mít su Đà Bắc này, mít Văn Sơn này. Đấy, rất là nhiều sen hồng Hàm Yên này nhỉ. Đấy, sen hồng Hàm Yên đây nha, bác nào muốn sen hồng Hàm Yên thì ới em đây ạ. Đây đẹp, nhưng mà sen hồng Hàm Yên căng ấy cả nhà, hơn 2 triệu một con đấy cơ, con vừa xong ấy. Bạch tuyết, lá mít bên này của Á Hậu này cả nhà,
Á Hậu này với lại gì nữa nhỉ? Em xem nào. Đây xem nào, Hoàng Yên đây. Kỳ này. Nhưng mà hơi nhiều tiền này. Em chưa mua được về. Đây như này nhỉ nhá. Đây, đều tấm tắp rồi, đẹp. Bác nhìn quả lá VIP luôn. Đấy, hôm nay bác nào mà sưu tầm su đà bác thì nhắn tin qua Zalo cho em, vì có một mẫu đúng chục kỳ này nữa là hết. Không biết chỗ nào có su đà bắc nữa để em kiếm về để chia sẻ cho các bác đâu, không là lại phải đợi sang năm ấy. Bác nào sở hữu rồi nhắn qua cho em. Đấy, sen hồng Hoàng Yên VIP chưa, nhà tôi VIP chưa. Đây này, có con nào mà được trồng mà thuần chậu từ đầu mùa như này không mà cả nhà. Này, thân to béo đẹp này, quả lá này mà được cái dòng này hoa đẹp lung linh luôn, không phải suy nghĩ gì nữa, hoa VIP nhất của những cái dòng mít này. Đây đấy, những con này nhiều tiền lắm, đắt lắm, không sưu tầm được. Đấy, em vừa quay qua cho cả nhà ngắm qua một số dòng lá mít VIP, siêu VIP hiện giờ giá còn đang cao hơn những cái dòng hàng va. Bây giờ mà anh em nào yêu thương những dòng lá mít này, mặt hoa đẹp như kiểu sen hồng Hàm Yên hay là mít su xếp đẹp thẳng tam tắp như su Đà Bắc thì nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.